Cách đây khoảng hơn một thập kỷ, cái thời mà sơ đồ 442 còn khá thịnh hành, cái thời mà mọi đội bóng trên thế giới đều rất ưa chuộng số 10 vì họ là những nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi, đóng vai trò sống còn của một đội bóng. Nhưng thời điểm đó cũng là lúc mà làng túc cầu bắt đầu sản sinh và sử dụng nhiều hơn những tiền vệ đánh chặn. Họ chuyên về phòng ngự, phá lối chơi của đối phương, những người được mệnh danh là kẻ sinh ra để hủy diệt những số 10. Và Claude Makélélé từng là một trong những cầu thủ kiệt xuất trong vai trò này ở một quá khứ không xa. Một tấm khiên thép, sẵn sàng giết chết mọi số 10 hay nhất trong làng túc cầu. Sinh ngày 18 tháng 2 năm 1973 tại Kinshasa, Zaire, ngày nay là Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong tiếng bản địa Lingala, Makélélé có nghĩa là sự ồn ào, nhưng thực chất trên sân cỏ, anh lại là người đóng góp thầm lặng trong thành công của mỗi câu lạc bộ mà mình khoác áo. Gia đình anh chuyển tới Paris khi Makélélé mới lên 3 tuổi. Anh bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp cho năng vào năm 1991 khi mới 18 tuổi. Anh tỏa sáng và giúp đội nhà giành được chiếc vô địch quốc gia Pháp vào năm 1995 và lọt vào đến bán kết của Champions League trong mùa giải tiếp theo. Sau đó, Makélélé chuyển đến Marseille, nơi anh thi đấu một mùa bóng cho câu lạc bộ thành phố cảng nước Pháp. Tiếp đến, cầu thủ sinh năm 1973 gia nhập Celta Vigo, nơi anh đã trải qua hai mùa giải rất thành công. Năm 2001, Makélélé trở thành thành viên của Real Madrid. Đó là bước ngoặt trong sự nghiệp của cầu thủ gốc Cộng hòa Congo. Claude Makélélé có thể coi là cùng thời với những Didier Deschamps hay Patrick Vieira, những tiền vệ trung tâm khủng bố khác của nước Pháp. Nhưng Makélélé thăng tiến chậm hơn ở trình độ đỉnh cao. Những năm đầu của anh là rất khiêm tốn và phải mất đến 9 năm anh mới có được một vị trí vững chắc tại Nantes, Marseille và Celta Vigo trước khi đặt chân vào câu lạc bộ danh tiếng nhất thế giới Real Madrid. Tại sân Bernabeu, Makélélé tiếp tục thi đấu với phong độ đỉnh cao nhất. Anh đã cùng Los Blancos giành hai chiếc vô địch quốc gia Tây Ban Nha, một chiếc vô địch Champions League, một cúp nhà vua Tây Ban Nha và một siêu cúp châu Âu. Trong sơ đồ Galacticos 1.0, Makélélé đóng vai trò như một chiếc máy quét. Anh cày nát khu vực giữa sân, đá rắn, đeo bám, pha bóng, đá theo kiểu chết bỏ. Anh thi đấu như thể đó là trận đấu cuối cùng mình được ra sân. Đó là lý do Makélélé trở thành mầm họa đối với những cầu thủ tấn công hàng đầu trên thế giới. Trong màu áo kênh kênh trắng, anh chính là động cơ, người che chở và bọc hậu cho những siêu sao tấn công đắt giá của dãy ngân hà như Zidane, Figo, Raul, Morientes, v.v. Để rồi khi anh ra đi, chẳng còn ai ở lại đó bảo vệ họ cả. Makélélé chính là động cơ vĩnh cửu, chốt chặn cuối cùng bảo vệ cho cả hàng tiền vệ đội nhà. Galacticos vốn rất hào nhoáng, ngoài tài năng là thứ tất yếu để tồn tại, thì họ còn đòi hỏi những ngôi sao của mình phải điển trai, có tác dụng về mặt hình ảnh và thương mại, tiện cho việc quảng cáo hình ảnh bạn áo đấu. Nói về điều này, ai cũng biết Makélélé gần như chịu thua. Mọi chuyện được đẩy lên đỉnh điểm khi cầu thủ người Pháp đòi tăng lương bởi những đóng góp của anh dành cho kênh kênh trắng là vô cùng to lớn. Cuối cùng, cả hai không thể đi đến sự thống nhất. Sự hào nhoáng của Florentino Perez đã đẩy cặp đôi giản dị Del Bosque, Makélélé ra khỏi Bernabeu. Sự ra đi của họ gián tiếp khiến Galacticos 1.0 chính thức diệt vong. Makélélé quyết định chuyển đến Chelsea sau 3 mùa giải chơi cho Real. Bên bờ kia của Đại Tây Dương, vị chủ tịch tham vọng người Nga Roman Abramovich chẳng bao giờ mang đến vẻ bề ngoài giống như Perez. Ông cùng với Claudio Ranieri biết mình cần gì ở tấm khiên thép người Pháp. Và vụ chuyển nhượng trị giá 16,6 triệu bảng đã đưa Makélélé về Chelsea vào đúng ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè 2003. Anh mở ra một thời kỳ kiêu hùng cho The Blues đến tận thời điểm ngày nay. Ngày đó, Makélélé quá quan trọng. Anh là học trò cưng của Mourinho sau này và đến giờ vẫn là một nỗi nhớ da diết tại Stamford Bridge. Khi ấy, Makélélé đã 30 tuổi, nhưng cầu thủ chỉ cao 1m7. Chính là nhân tố quan trọng trên con đường xây dựng một đế chế Chelsea hùng mạnh như thời điểm bây giờ. Từ năm 2005 đến 2007, họ liên tiếp thống trị Premier League bằng hai chiếc vô địch thần thánh, với kỷ lục chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 22 bàn trong một mùa. Đó là năm đỉnh cao của Makélélé khi anh đá cặp với Michael Essien, bộc hậu cho Frank Lampard trong sơ đồ ba tiền vệ của Mourinho. Anh tạo cho người xem cảm giác an toàn nơi tuyến giữa, giúp những đồng đội phía trên yên tâm tấn công. Nhờ có anh, công việc của các hậu vệ đội nhà cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Ở cả Chelsea và Real Madrid, sự ra đi của Makelele đều để lại sự tiếc nuối vì anh đã tiệm cận đến sự hoàn hảo của một tiền vệ phòng ngự. Makelele chính là thần tượng của biết bao tiền vệ đánh chặn đẳng cấp thế giới sau này. Năm 2008, sau 5 mùa giải chơi cho đội bóng nước Anh, Claude Makélélé quyết định hồi hương về thi đấu cho PSG. Kinh nghiệm của anh chính là thứ đội bóng thủ đô Paris rất cần, nhằm giúp họ tìm cách trở lại thời kỳ đỉnh cao. Cuối mùa 2010-2011, ở tuổi 38, anh tuyên bố giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, khép lại hơn 20 năm chơi bóng lừng lẫy trên khắp các sân cỏ châu Âu. Makélélé chơi trận đầu tiên cho đội tuyển Pháp vào tháng 5 năm 95 trong trận giao hữu gặp Na Uy. Phải đến World Cup 2002, anh mới chính thức được tham dự cùng đội tuyển và sau đó là Euro 2004. Cũng sau kỳ Euro trên đất Bồ Đào Nha, anh tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế để dồn sức phục vụ cho Chelsea. Nhưng đến World Cup 2006, sự mỏng manh nơi hàng tiền vệ của Leblanc đã khiến Makélélé quay trở lại cùng Zidane và Lilian Thuram. Tài năng của ba người bọn họ đã đưa Pháp vào đến chung kết World Cup năm ấy. Pháp chỉ để thủng lưới 3 bàn trong số 7 trận của họ tại mùa giải năm đó. Nhưng đáng tiếc, họ lại gục ngã trước người Ý ngay ngưỡng cửa thiên đường. Anh được Raymond Domenech thuyết phục tham dự hết Euro 2008 mới chính thức chia tay màu áo lam. Sau khi giã từ sự nghiệp, Makélélé chuyển sang dẫn dắt Bastia, làm giám đốc kỹ thuật tại Monaco và hiện nay là trợ lý huấn luyện viên tại Swansea. Nếu ví bóng đá nghệ thuật như những vần thơ, trữ tình và sâu lắng, còn các số 10 là đại diện cho những thi sĩ, thì tiền vệ phòng ngự, đơn cử là Claude Makélélé, được xem là những kẻ phá bỉnh bầu không khí êm đềm, lãng mạn đó. Một con người vứt đi những cây bút, xé nát những trang giấy dùng để tạo nên những bài thơ đẹp đẽ. Nói Makélélé là kẻ giết chết cái đẹp của bóng đá cũng đúng, nhưng đó là bóng đá đỉnh cao. Có những cầu thủ tấn công xuất sắc thì chắc chắn phải có những cầu thủ phòng ngự kiệt xuất mới có thể giúp đội bóng của mình sống sót. Makélélé là một mẫu cầu thủ thực dụng, một công nhân chuyên làm những công việc xấu xí. Trong mắt một số người, anh là kẻ đáng ghét, nhưng phần lớn ai từng một lần xem Makélélé chơi bóng đều có chung một cảm giác cực kỳ an tâm và vô cùng mến mộ anh. Claude Makélélé, cái tên của anh đã đi vào lịch sử bóng đá bằng cách tạo ra một khái niệm mới về tiền vệ đánh chặn, tiền vệ phòng ngự. Anh hoàn hảo tới mức nhiều người đến ngày hôm nay vẫn gọi vị trí của anh là vị trí Makélélé. Makélélé, anh chính là kẻ giết chết cái đẹp của bóng đá. Nhưng chẳng ai ngờ rằng vẻ đẹp trong phòng ngự của anh cũng vi diệu chẳng kém bất kỳ một cầu thủ tấn công kiệt xuất nào trên thế giới.